Khai mạc Á vận hội, Trung Quốc phô diễn đỉnh cao công nghệ khiến nhiều người trầm trồ. Với chủ đề hướng về Á Châu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu mang ý nghĩa đất nước Trung Quốc đang bước vào thời đại mới, hội nhập mạnh mẽ với Châu Á và thế giới, giống như những con sóng tiến về phía trước. Buổi biểu diễn là sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật, lồng ghép văn hóa truyền thống đặc sắc của Trung Quốc thông qua những ý tưởng nghệ thuật độc đáo. Mặc dù biết là hình ảnh trên màn hình, nhưng hiệu ứng quá tuyệt vời khiến khán giả tại đây cảm tưởng bản thân đang thật sự nhìn thấy một người khổng lồ cầm đuốc. Những màn đồng diễn nghệ thuật cũng vô cùng hoành tráng, công phu và mãn nhãn. Mặc dù được tổ chức một kỳ đại hội thể thao theo phương châm xanh, thông minh, văn minh, tiết kiệm, nhân văn và mang lại lợi ích cho người dân, nhưng sự kiện khai mạc Á vận hội vẫn đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng với những màn nghệ thuật được dàn dựng công phu dưới sự chỉ đạo của tổng đạo diễn Sa Hiểu Lam. Các bạn nghĩ sao về trình độ công nghệ đỉnh cao của Trung Quốc? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.